đâu vậy cá ơi, người đó thắng nha. Yeah. Ủa, yeah. Ủa, ông sao qua thế giới của tôi có chuyện gì vậy? Tôi có cái thứ mà bữa trước ông nhờ rồi nè. Ủa, bộ ông đi có một mình luôn hả? Ủa, hủ tao. Thằng hủ? Tàu hủ hả? Nãy tôi đi chung với thằng tàu hủ mà. Thằng tàu hủ kia đâu rồi, mày ra đây lẹ lên. Cái gì vậy? À, ông có thấy thằng tàu hủ kia đâu? Nó hôm nay nó đi vắng rồi. Hôm nay nó đi đâu rồi? Hôm nay nó đi cô gái rồi. Lâu lâu mới được dịp qua bên đây lại không thấy nó để con bán rồi, tức ghê. Rảnh ghê, hai thằng tàu hủ này tối ngày lộn hoài. Cái tôi nói có chuyện. Ủa, cảm ơn nhiều nghe. Đây, tôi còn quà khác cái này à. Thôi gửi giùm cho thằng tàu hủ kia. Ơi, chứ My ơi, bây giờ mình có cái mấy bức tranh này vẽ mặt ở lần trước á, nhớ không? Các bạn ơi, các bạn có coi tập 1 đó không? Các bạn coi rồi thì comment ở bên dưới cái tập đó nha các bạn. Sau khi mình làm tập đó quá trời bạn kia mình làm tiếp đi, nên là mình đã liên hệ dắt bên thế giới Hi Ha Bram để đưa cho mình mấy cái bản vẽ mới đó các mọi người. Đó, nên là hôm nay dắt tới đưa cho mình 6 cái luôn các bạn ơi. 6 cái rồi sau đó tụi mình sẽ vẽ những người khác. Đông, nếu đã có như vậy rồi thì 6 đứa nào sẽ là 6 đứa xui ngày hôm nay đây? Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh ơi. Lên. Qua được làng Hi Ha rồi. Đúng rồi. Ai, bây giờ nạn nhân của chúng ta là ai đây? Tôi phải là Hi Ha Bram Mia đi. Đúng rồi, tại vì tập 1 của mình đó chính là hàng lửa chùa bên đây, còn bên đây là hàng lửa gánh gỏi, hợp lý không? Lửa gánh gỏi à, kỳ này mày tới công chuyện rồi. Ôi, đói bụng quá. Ui, nó kìa. Nó đang đi xuống, hình như chuẩn bị nấu đồ ăn. Đi qua đây đi Mi ơi. Được rồi, nạn nhân đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện rồi mấy bạn ơi. Bây giờ thì bước đầu tiên thuộc về Hi Ha Bram Mia. Đâu, order đi. Cái mặt của Hi Ha Bram Mia đen là kiểu mắt cầu xe hút quảng. Ok. Đó, ơi, này đi, trên cao cao xíu đi các bạn ơi, để chừa. Ơi, à, vậy đi. À. Dài nha, mỏ bự ra bự xuống cáo luôn. Thì ghê vậy, miệng khủng long á. Trời ơi, miệng nó như này luôn các bạn ơi. Ôi giời ơi, cái này như cái cổng luôn á chứ cái miệng gì nữa. Đúng rồi đó. Cái này là cái cổng luôn á. Rồi sao nữa? Trời, cho mắt nó màu cam, con cái vòng ngưng. Nó miếng chân mày đi. Rồi, cái a trong mắt con này màu cam hả? Cái mũi nó dính giữa hai con mắt luôn. Trời ơi, pha màu cái bà nội ơi. Đã. Có lỗ mũi không? Có lỗ mũi giữa hai con mắt luôn. Ok luôn. Trời ơi, nhìn vậy được không Jimmy? Đâu. Ok. Đó, cho Jimmy coi thử các bạn thấy mình dễ đẹp không? Ôi giời ơi. Trời ơi, ghê quá à. Tuyệt vời không? Đây, đưa tôi. Đâu, coi thử các bạn ơi. Đâu rồi. Rinh. Kêu nó đi, coi sai quá. Đâu, có chuyện gì mày? Ở đây coi. Bạn ơi, nhìn kìa. Ôi, bạn ơi, nhìn giống không? Ê, Hi Ha Bram Mia làm gì trong đó vậy? Tao đang ngồi ăn chứ làm gì? Ôi, có thấy là ăn dễ dàng hơn. Ôi, mày ăn này là lỡ, mày ăn nhiều quá, cái họng mày mở to quá, sao mày? Trời ơi, ăn có cái bánh quy rồi mày làm như ăn cái gì á, mày kêu mở họng to mày. Trời ơi, nhìn cái mặt của Bram Mia, các bạn nhìn sợ. Hai tụi mày cười cái gì vậy? Ờ, đâu có cái vấn đề gì đâu. Tự nhiên thấy hôm nay Bram Mia miệng rộng quá ta. Đúng rồi á. Miệng rộng là sao mày? Sao đâu, người ta nói con trai miệng rộng thì sang. Đúng rồi, đàn bà miệng rộng mà tan ngoan cửa nhà. Chắc là mày đàn ông hay đàn bà? Con trai, trai mới lớn đó. Ôi, mới lớn luôn à. Mới lớn mà cái miệng này, cái miệng mỏ hổn lắm hay sao? Mày chửi hề, mày chửi lộn hoài, viết cái miệng của mày kìa. Nó ghê lắm luôn á. Ủa, cái miệng tao bình thường, mắc gì hết ghê. Cái miệng mày bình thường lắm. Đã biết, tao lên chơi game đây. Tao lao mới lao. Ôi trời ơi, bà coi cái miệng của nó ấy ghê không chứ mày. Ô là trời. Bây giờ mình sẽ qua kiếm nai mẹ bạn ơi. Đâu? Đang coi tivi à. À. Tự nhiên coi tivi cái mặt bị biến dạng thì kỳ lắm ha.
Ai được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ á, thằng này thì đang xì lì rồi, nên là mình sẽ quấn cái mặt của nó màu trắng xíu đi nha các bạn, để cho nó kiểu như là cho thấy nó rõ lên á. Được không? Hợp lý không? Hợp lý không? Tôi muốn quấn nó quấn cho nó thành cục bột luôn. Rồi, bây giờ cái mặt của nó bà muốn làm sao đây? Tôi muốn nó trắng bóc như đi hát bội vậy, giống như mấy người như đi hát bội mà giống như à. Đúng rồi đó. Ok, ok, được. Vậy thì tin vô cho Fanny Hai đây các bạn ơi. Mình đã tạo ra hai con game để giao lưu cùng fan hoàn toàn miễn phí luôn. Game đầu tiên dành cho mấy bạn fan chơi Minecraft nha. Đó là một server sinh tồn 1.20.4, không cần mod mũ gì hết luôn. IP server sẽ là Play Hi Hi City chấm nét nha mọi người. Chơi sinh tồn nè, câu cá thế hệ mới nè, và còn trồng cây siêu là lạ mắt luôn nè, thấy chưa? Em thấy ai mấy bạn chơi trên điện thoại vẫn có thể chơi được, đó chính là Hi Hi Old Tycoon. Tựa game này nằm ở trên Roblox nha mọi người ơi. Đây nè các bạn ơi, trên Roblox các bạn có thể search chữ Hi Hi Old Tycoon. Đó, sau là có cái này nè các bạn thấy không? Nhưng mà nó đang sắp ra thôi các bạn ơi, chưa có ra đâu. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, nó cũng có link Discord để cho các bạn bấm vô để các bạn theo dõi về game nữa nha. Bạn muốn chơi nhưng mà không biết cách nào thì các bạn đừng quên tham gia vào Discord. Link Discord mình sẽ để ở dưới mô tả cũng như là bình luận video. Nếu bạn chơi Minecraft thì click vào link ở trên, nếu bạn chơi Roblox thì các bạn click link ở bên dưới nha. Và trong đó sẽ có đội ngũ hỗ trợ trả lời cho các bạn nếu mà các bạn không biết chơi bằng cách nào. Ok, đơn giản như vậy thôi. Tham gia Discord đi, bởi vì lâu lâu biết đâu mình sẽ chơi, chúng ta sẽ gặp nhau. Ô màu trắng hơn cái mặt của nó nè bạn ơi. Đó, rồi. Màu trắng trước đây, giờ tôi diễn tả tiếp cho ông làm nha. Ok, ok, rồi cái mặt nó màu trắng nè. Sau đó quốc con mắt của nó đúng không? Hát bội phải đâu, có con mắt bén bén lắm. Mắt của nó cũng phải bén bén lắm á, đúng không? Kẻ đừng kẻ màu hồng cho tôi đó. Mắt đen, kẻ đừng kẻ màu hồng. Ui, eyeliner đó, gọi là kẻ eyeliner màu hồng đó. Giờ cái mi dưới thì kẻ màu đen đó. Từ từ từ, phải vẽ xong con mắt đã. Mắt hơi khó nha. Khó hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi. Cái màu hồng hả hay màu gì? Tôi pha coi. Màu hồng, màu hồng sao? Rồi, màu này đi. Màu bánh xoan á. Đó, 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 đó. Hoài, beautiful luôn á chứ. Đó, cho này thêm gì đi. Rồi. Chưa, chưa nha, chưa nha. Tôi vẫn đang vẽ mắt nha. Tôi đang vẫn vẽ mắt nha. Trời ơi, thằng này của mắt nó sẽ như thế nào đây ta? Bình thường mắt nó đen tui lùi à. Như là hố đen của vũ trụ vậy đó. Đúng rồi, bây giờ nó có thêm rồi bạn ơi. Đó. Ôi trời ơi, kẻ mắt quá là xấu luôn. Không đều tí nào mọi người. Rồi 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 rồi. Ok ok la ok la. Trời ơi, chuyện nhỏ. Trời, được chưa? Yếu tí vội luôn á. Giờ mới về đây, về đây, về đây, về đây. Đúng ý bà chưa? Đúng ý bà chưa? Em qua mình nói chuyện với nó luôn đi. Ừ, đi, 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 đi. Nhưng mà nhớ giữ bình tĩnh để cho cái chú mình đừng có làm lộ ra nghe. Nè, 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 nè. Nè, 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 mày bị xàm hả? Tao là Hi Hi Nightmare, lúc nào tao cũng đen hết mà mày kêu mặt tao trắng, con mắt mày bị bù lệch. Ăn rồi đó cưng. Ồ, ăn rồi đó cưng à. Nhìn nè các bạn ơi, Hi Hi Nightmare gáy xa. Hả? Nó nhảm gì vậy? Gáy xa là sao má? Ôi ơi, là biếu ti phùn lắm đó. Giờ này ơi, nói chuyện coi. Ôi, nếu có một ước mơ, có ước mơ ông trở nên trắng hơn không? Trời ơi, ước mơ trở nên trắng hơn để làm gì? Mình đen đen vậy á, nó mới ngầu. Đâu phải ai muốn đen là đen đâu. Đúng rồi, đâu phải ai muốn đen như cục than như này là đen được đâu. Người ta phải đen mà đen ngâm ngâm thôi, đúng không? Đúng, đúng. Thôi, anh vào nha hai đứa. Ừ, cũng giống lắm rồi đó, giống lắm. Cái giật đó, nè ta gì sao rồi hả? Quay nhìn giống theo những cái bạn vẽ mình vẽ luôn các bạn ơi. Hai cái má hồng của nó có nè, con mắt của nó dưới màu đen ở trên màu hồng cũng có, rồi có hai cái bông, rồi cái cây kim cài, rồi cái môi cũng có luôn các bạn ơi. Nhìn như con ma vậy, mày ơi, nhìn sợ thật sự á. Trời ơi, thôi thôi thôi, tao đi chơi nha. Tạm biệt nha. Đi đi, tạm biệt nha. Tạm biệt cục bột, cục bột dính cục than. Nhìn nó nhìn qua cửa sổ nhìn sợ ghê luôn á, chứ mày nhìn kìa. Bây giờ mình sẽ qua vẽ cái mặt của nhà thằng Hi Ha bản năng hắc ám đi các bạn. Bởi vì thằng đó lúc nào nó cũng buồn hết đó, nên là mình sẽ làm cho nó bộ trong tôi mắc cười lắm hả hay sao vậy? Ông có mắc cười, ông có mắc cười, trong ông rất là ngầu. Nó nhìn mình với cái mặt này mình không để nào mà ông nhịn cười được luôn á các bạn ơi. Các bạn có nhịn cười được khi mà nhìn cái mặt này không? Nè nè, coi nè. Về. Có thể nào tôi che cái mỏ không đây? Được không? Trời ơi, coi nó nhìn Jimmy bằng cái ánh mắt này nhìn thấy ghê quá. Thôi thôi thôi. Tạm biệt nha nha bản năng hắc ám ơi, nhìn mày biến thái quá. Tự nhiên cái xong vô nhà người ta xong rồi nói biến thái là sao kỳ cục vậy? Ông mà nhìn tôi với cái mặt này, từ nãy tôi nghe nói chuyện với ông luôn. Nhìn cái ơi, nhìn Jimmy đi nói chuyện với nó với cái vẻ mặt đó nhìn đúng tẩm lợn luôn á mấy bạn à. U lại trời, đi Jimmy ơi, đi lẹ đi. Trời ơi, tí thằng này nó biến thái quá. Bây giờ đứa thứ tư nè.
cưới bôi luôn, cưới bôi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đã có cục than rồi, hiện phải có cục phấn nữa không? Cục bột. Ok, ok, ok. Nó đâu? Ủa, nó đang hình như đang dọn nhà hay sao á Jimmy ơi. Ồ, đúng rồi, nó đang dọn nhà, đang dọn nhà. Đi. Mình đi ra ngoài sau của nó rồi mình dễ mất công á đi ra nó thấy tụi mình hay ai đó, ai đi ngang qua thấy tụi mình là chết luôn á. Được rồi, bây giờ thao hóa. Thao hóa muốn vẽ sao đây? Tôi sẽ vẽ theo lời Jimmy coi. Thao hóa vẽ sao? Ông cho cái mặt nó siêu phề phẳng, biến thái cho tôi. Mặt say rượu hả? Là bây giờ mặt say rượu hay mặt biến thái? Mặt biến thái là nãy như thằng bạn nam á. Ừ, cũng kiểu biến thái vậy mà vừa phề phẳng vừa say rượu luôn. Ba cái trộn lại cho tôi. Hiển kiểu gì? Ok. Ok, cho con mắt của nó như nào ta. Thằng mắt Doraemon đi. Ồ, con mắt Doraemon nha mọi người ơi. Bên dạ đây mình cũng sẽ vẽ con mắt Doraemon luôn. Sau đó một chấm luôn. Trời ơi, đúng giống Doraemon này các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ bên trong đây. Trong mắt có một con mắt nữa nha. Ờ, cho nó đúng là bợm rượu luôn nha mọi người. Ui. Trong con mắt có một con mắt. Trời ơi, là nó có bốn con mắt hả? Ê, vẽ cái mặt sao bây giờ? Bây giờ ông vẽ cho tôi cái mặt á, thì cái miệng. Cái miệng hả? Mà miệng vài phở hả? Chắc tôi vẽ cái miệng nó như con ếch luôn. Đúng, đúng, đúng. Miệng như con ếch cho tôi. Hoặc là giống cái ba cũng được nữa. Đó, ôi trời ơi. Nhìn rất chi là biến thái luôn nha mọi người. Rất chi là bợm rượu luôn nha mọi người ơi. Nhìn nữ ơi, nhìn nữ ơi. Coi coi coi, nó có biến đủ biến thái không? Trời ơi, cái gì kìa, kìa uống rượu quá cho mày thấy không? Ê, giờ nó đâu rồi? Mày nó ăn kìa, nó ăn rồi kìa, Ok, ok, ok. Đi coi, Vô. Ủa? Doraemon. Ủa, làm gì hôm nay tao hóa mày uống rượu á? Uống rượu đâu? Chắc là say nắng, chắc là say em, chắc là say nai mare. Hôm nay á, tôi mới uống uống sữa. Cái gì? Say sữa. Uống sữa, sao say sữa hả? Say sữa không nội? À, cái gì mà say sữa không nội? Tôi uống sữa như bình thường, mường thường ngày mà. Sữa chảy khắp miệng không kìa. Ờ, mày sữa chảy khắp miệng kìa. À, tao uống xong tao chùi miệng, tao rửa mặt luôn mà. Nhìn cái mặt nè. Ê, Thao Hóa ơi. Ủa, gì vậy? Ủa trời. Mày, cái mặt mày, mày uống rượu à? Ủa, mày đắp mặt nạ hả mày? Ê, mày làm gì vậy? Một thằng say rượu, một thằng đắp mặt nạ. Hai tụi bay bị gì vậy? Đúng rồi đó. Ủa là sao tự nhiên mặt này hôm nay đắp mặt nạ mà nhìn cái mặt nó như gây xa luôn kìa. Còn hai cái bông rồi có cái cây kem kìa. Ủa là sao mày á, mày á, nhìn mày như mấy thằng bợm rượu vậy á. Là sao hai tụi bay hôm nay có vấn đề vậy? Ủa bộ mày hi ha cho mày, mày có thấy như những gì thằng Thao Hóa nói vậy hay là nó giỡn mặt hay tao vậy? Không có thấy gì hết á. Ờ đâu, cái mặt mày đúng theo những gì nó nói mà. Ủa là sao? Ủa vậy nha. Hi ha, mày cái mặt tao có giống như những gì nay mẹ nói không? Đúng luôn, hai tụi bay mặt y chang nhau luôn. Có gì kỳ á? Ơi thằng khốn nạn, có khi nào hôm qua tao nằm ngủ xong mày qua mày vẽ mặt tao không? Ủa cái mặt mày giống giống vẽ lắm hả? Mặt tao mới là thằng bị vẽ là mày vẽ tao đúng không? Thôi thôi thôi, chuyện gia đình này ha, gia đình tự giải quyết nha. Nghe nay xào xáo à. Ừ đúng rồi đó, đi ra đây để chuyện gia đình tao xử lý hai ông nội đi về. Trời ơi rồi trời, ok chuyện gia đình ta rồi 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 rồi. Bây giờ tiêu ai, tiêu ai đây? Ừ, đi cắt nắp à? Ủa, bé mèo, đứa bé mèo đúng không? Rồi, 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 nó đâu? Ui, ủa, đang làm gì vậy? Cắt nắp, anh đi cắt nắp làm gì vậy? Trời ơi, đang định thí nghiệm lai tạo thử mấy cái bông hoa đây nè. Ui, trời ơi, con trai mày đặt làm bông hoa. Thôi, đi, Jimmy ơi. Đi sao được mà đi, các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta... Rồi, bây giờ vẽ anh đi cắt nắp. Bây giờ ông vẽ tôi là mặt khóc. Mặt khóc? Ồ, baby hả, baby hả? Baby hả? Con nít à. A few moments later. Đó, trời ơi. Đâu, sao rồi, mặt sao như rồi, em bé chưa? Mà khóc luôn, nhìn đây. À. Trời ơi, nhìn như em bé khóc luôn mà hai cái má của nó nè, thấy không? Xong rồi, cái mỏ miếu rồi, thấy không? Đó, đó tuyệt vời chưa? Được rồi, chốt luôn, lấy cái này lại các bạn ơi. Đâu, đi coi. Trời ơi. Cây trồng xong nãy giờ rồi, mệt muốn chết luôn nha. Trời ơi, cái mặt của nó kìa, trời ơi, đúng là em bé thiệt luôn các bạn ơi. Ồ, nhìn dễ thương quá trời luôn á các bạn. Cu te quá vậy. Tao hôm nay nhìn mày cu te như vậy. Trời ơi, ngại muốn chết luôn đi trời. Đừng có khen tao cu te như vậy chứ. Ăn thử vậy nè. Mèo, 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 trả lại tâm trí tôi đây. Ôi, là con mèo đáng yêu ngu ngốc mà. Trời ơi,
Gầy quá mấy bạn ơi, thấy gầy quá mấy bạn ơi. Trời ơi, cái má của nó thì đỏ chót. Xong rồi, ui, nhưng mà công nhận tôi vẽ chuẩn ghê á mấy bạn ơi. Vẽ không phải nó ra y chang luôn rồi mọi người. Ủa nhưng mà tôi có chuyện gì hả? Hay sao hai người nhìn mặt tôi dữ vậy? Cơm nào sẽ xuống rồi. Hả, là sao? Nè. Trời ơi, dễ thương quá. Đau, 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 đau. Trời ơi, tự nhiên những mặt má người ta bị đỏ sao trời? Trời ơi là trời, nhìn dễ thương các bạn. Các bạn muốn giả vô cái mặt nó một cái. Đi 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 mày ơi. Trời ơi, cu teo á, nhìn này cu teo á, không có hài hước gì hết đó mày ơi. Tôi muốn vẽ mày này chế chế cái mặt một xíu quá. Ừ đúng rồi, tôi tức khỉ ghê. Lần trước tôi lỡ vẽ thằng Hi ha, anh Ba đẹp trai quá. Ba là gì, anh Ba là thằng. Ngày hôm nay, ủa thì nó là con hả? Sao lại kêu là con? Thì đó là con trai thì kêu nó là thằng là đúng rồi. Phải kêu là anh Hi anh Ba. Cất. Bây giờ ngày hôm nay tôi sẽ phá vỡ hình tượng siêu đẹp trai của nó. Không có đờn, không có đờn. Lên, lên các bạn ơi, lên. Thì sao? Là sao? Tôi vẫn là tôi mà. Trời ơi các bạn coi gì vậy? Anh Ba với cái mái tóc cái mái ngáo dừa, cái mái ngáo dừa các bạn ơi, nhìn kìa, nhìn kìa. Đi đâu các bạn ơi, đi 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 đi. Là sao? Thì cái mặt của ông kìa xúc ra. Thôi sao, bình thường đẹp trai mà.